sữa bên áo của chúng ta ngày hôm nay có hai phần. Đây là một hai cái phần sai mà sinh viên không được quyền sai nữa. Link này lớp trưởng sẽ để lên trên Zalo group hoặc là trên Facebook group, và tất cả những cái comment này được lớp trưởng tóm tắt lại để cho tất cả những bạn không tập trung học, hoặc những bạn đi ở bệnh viện khác, hoặc những bạn ở các trường đại học mọi miền đất nước đều phải biết được rằng không được sai lầm trùng lắp với hai tình huống này. Tình huống thứ nhất, đây là sai option. Bệnh nhân này với một cái sỏi niệu quản nội thành như vậy, trên cao B cách nội thành khoảng 5 cm, trên MSCT nằm ngay nội thành, chụp 3 ngày sau gì đó cách ngay nội thành. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân này chỉ có một option duy nhất là điều trị nội và cuộc sỏi sẽ đáy ra, 99% sẽ đáy ra, vì nó đang di chuyển, vì cách có 3 ngày mà nó đã đi xuống dưới 4-5 phân rồi, và trong nước tiểu hoàn toàn không có vi trùng, không có bạch cầu, không có nitrit dương tính, không thay đổi pH. Chúng ta chỉ xài thuốc giảm đau mà thôi. Trong trường hợp này, các bạn sẽ xài ức chế cốc 1 hay ức chế cốc 2. Ngày mai chúng ta phải giải quyết tiếp vấn đề đó. Rồi, tới bệnh án thứ hai, chúng ta có một cái sự cân nhắc lớn, đó là phần bệnh sử, một sinh viên y 6 đã ghi rằng cách đây 15 ngày, bệnh nhân đau dữ dội bên trái, bla 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 bla. Nhưng khi xuống tiền sử thì bạn đã ghi là 6 năm trước đã mổ mở bên cái, và khi đây vào huyện với cái thận trái hư hết, còn 4 năm cục sỏi mỗi viên nằm một nơi, đầy trên, đầy giữa, đầy dưới, và một viên tắc rất nặng ở phía bên dưới khúc nối vùng thận niệu quản bên trái. Điều đó có nghĩa là 6 năm nay thận này đang bị decay, đang bị hủy hoại ngầm do một cuộc phẫu thuật kỳ trước không hoàn chỉnh hoặc không đặt đắp gì sau đó, do đó mới dẫn tới một cái thận trái hư hết gần hết như thế này. Như vậy bệnh sử kỳ trước và bệnh sử kỳ này là một, không được để vào tiền sử. Các bạn nhìn tiếp là 4 năm trước cũng bệnh nhân đó cũng vào bệnh viện đó, được xử trí là nội soi tán sỏi niệu quản bên phải, kỳ này vào viện với một cái viên sỏi còn nguyên rất bự nằm ngay khúc nối bên phải, cộng với hai viên sỏi nhỏ nằm kế bên khúc nối bên phải, cộng với một viên sỏi nhỏ nhỏ nằm ở đài giữa bên phải và thận phải ở mức độ 2. Các bạn nhìn lại, các bạn thấy urea creatinine tăng cao. Các bạn nhìn lại, các bạn thấy 6 năm nay người bác sĩ đó ở bệnh viện đó đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ta không biết lần thứ hai bệnh nhân vào viện có gặp bác sĩ đó hay không. Có thể gặp bác sĩ đó, cũng có thể gặp bác sĩ khác. Câu hỏi được đặt ra là tại sao không đặt đúc gì bên trái rồi hãy giải quyết bên phải. Và kỳ này vào bệnh viện của chúng ta, ta lại hỏi tiếp, vì sao bệnh nhân kỳ này vào bệnh viện mình thì trong tờ giấy ghi rõ là bệnh viện đó chuyển cho bệnh viện mình. Như vậy ta hỏi kỳ trước, cách đây 4 năm trước, bác sĩ đó đã không hoàn thành nhiệm vụ tán sỏi nội soi cho đó, tại sao không chuyển liền cho mình ngay thời điểm đó mà phải đợi 4 năm sau mới chuyển, để kỳ này bệnh nhân vào viện của chúng ta với một cái thận hư hết, hai cái thận đều hư hết. Câu hỏi kế tiếp là trường hợp này cận lâm sàng nào phải được thực hiện trước khi làm bất cứ cái gì? Ta có echo, cao bế và MSCT không cản quay. Trong trường hợp này chỉ được chụp MSCT không cản quay. Tới đây ta sẽ hỏi một câu hỏi khó, đó là có cần chụp scintigraphy thận hay không? Nên chụp, vì ta phải giải thích cho bệnh nhân là thận trái còn bao nhiêu phần trăm, thận phải còn bao nhiêu phần trăm, và tiên lượng bệnh nhân này phải chạy thận nhân tạo sau bao lâu nữa, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì nữa phải chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân còn rất trẻ. Gì nữa, trong trường hợp này ta hỏi câu hỏi khó, đó là chụp MRI được không? Câu hỏi này ta sẽ giải quyết tiếp vào ngày mai. Được không? Mời ta dừng live stream đây, giờ em phải quay hết một vòng, quay trong phòng, quay ngoài sân, đi em đứng dậy. Bữa nay chết chưa? Tắt đâu? Đi đâu? Đi xem vậy mà.
tụi nó đều comment rồi. Rồi cảm ơn em. Dạ. Ê, quay lại chụp hình em nữa chứ. Quay lại gọi là từ em bấm cái nút quay lại.